Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại. Ông Nguyễn Phú Trọng là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ngày 3 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất giới thiệu Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Sau khi được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, ông là chính khách thứ 3 trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước sau Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh. Xuất thân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, Tổng Hội Phụ, huyện Đông Anh, Phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, sau là thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông hiện cư trú nhà công vụ ở số 5 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Gia đình, Nguyễn Phú Trọng có vợ là bà Ngô Thị Mân. Ông có hai người con, gồm một con gái và một con trai và đều là những công chức nhà nước. Giáo dục, từ năm 1957 đến năm 1963, ông Nguyễn Phú Trọng học trường cấp 2 rồi cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, đóng tại huyện Gia Lâm, nay là quận Long Biên, Hà Nội. Năm 1963, ông học khoa văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân văn chương. Tháng 8 năm 1973, ông Nguyễn Phú Trọng được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc. Ông học tới tháng 4 năm 1976. Tháng 9 năm 1981, ông Nguyễn Phú Trọng được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay tương đương tiến sĩ, ngành khoa học chính trị tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cho đến tháng 8 năm 1983. Năm 1992, ông Nguyễn Phú Trọng được phong hàm phó giáo sư và 10 năm sau, ông được phong học hàm giáo sư. Sự nghiệp, ngày 19 tháng 12 năm 1967, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 12 năm 1967, ông công tác tại tạp chí Học tập, tiền thân của tạp chí Cộng sản, một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng và chuyên chính nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 8 năm 1983, ông Nguyễn Phú Trọng từ Liên Xô về nước, tiếp tục công tác ở Ban xây dựng Đảng của tạp chí Cộng sản, được đề bạt làm phó trưởng ban, ủy viên ban biên tập, phó tổng biên tập rồi tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 1994, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hà Nội, ông cùng với 19 người khác được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 1991-1996. Tháng 8 năm 1996, ông Nguyễn Phú Trọng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng Ban Đại học, phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy. Tháng 2 năm 1998, ông phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Hiệu phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 8 năm 1999 cho tới hết nhiệm kỳ của Đại hội 8, ông tham gia Thường trực Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn văn kiện Đại hội 9 của Đảng. Tháng 1 năm 2000, ông Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 11 năm 2001, ông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, ông trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Ngày 26 tháng 6 năm 2006, ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 11 thay ông Nguyễn Văn An, xin tử nhiệm. Hai ngày sau, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Phạm Quang Nghị, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội kế nhiệm. Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19 tháng 1 năm 2011. Ông Nguyễn Phú Trọng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, khóa 12, khóa 13 đều thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. 2015, chuyến đi tới Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 7 năm 2015, Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ để bắt đầu chuyến viếng thăm nước này kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Đây là lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng không giữ chức vụ gì trong bộ máy nhà nước viếng thăm chính thức nước Mỹ được Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón tại phòng bầu dục. Chuyến thăm này trùng hợp với cái mốc 20 năm kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
năm 2016, Đại hội Đảng 12, tái đắc cử Tổng Bí thư. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 27 tháng 1 năm 2016. Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 vào năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, được 356.780 phiếu, đạt tỷ lệ 86,47% số phiếu hợp lệ, cùng với Trần Thị Phương Hoa và Nguyễn Duẫn Anh. Năm 2018, đắc cử Chủ tịch nước. Ngày 3 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu vào danh sách bầu cử giữ cương vị Chủ tịch nước Việt Nam. Một tuần sau khi người tiền nhiệm là ông Trần Đại Quang qua đời, sáng ngày 23 tháng 10 năm 2018, Quốc hội khóa 14 đã bầu Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, ông chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến dịch đốt lò chống tham nhũng. Từ khi Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 năm 2021, ông đã nhiều lần thể hiện quyết tâm chống tham nhũng. Đáng chú ý, trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2014, ông khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hư hỏng trong nội bộ. Tuy nhiên, xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Đặc biệt, khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử tức Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng năm 2016, ông Trọng đã đưa ra một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, hiện thực hóa quyết tâm thành những hành động cụ thể. Trong các phát biểu của mình, Nguyễn Phú Trọng thường dùng hình tượng củi và lò để thể hiện công cuộc chống tham nhũng. Lần đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khái niệm đốt lò là ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội khi chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Một số vụ án tiêu biểu, vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vinasin, vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương và xét xử nhiều quan chức cấp cao, Bộ Công an như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh. Vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Điều tra các sai phạm và đưa nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone liên quan đến hai Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên và kỷ luật cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Vụ khởi tố kỷ luật khai trừ đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu tư lệnh quân chủng Hải quân đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến 10 khu đất quốc phòng. Vụ cổ phần hóa, thoái vốn tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh và kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Kỷ luật cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về những vi phạm, khuyết điểm khi còn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vụ khởi tố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung về các vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hai vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Kỷ luật khiển trách Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Vụ khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ Đảng đối với Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vụ khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ Đảng đối với Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ Đảng đối với Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 21 tháng 1 năm 2019, tổng kết trong năm 2018 cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hơn 650 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý, cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 108.000 tỷ đồng, hơn 1.000 hectare đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 vụ đối tượng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến đầu năm 2019, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã đưa ra xét xử sơ thẩm 36 vụ trên 498 bị cáo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!